giòn, rau muống giòn, rau hạt, chào các bạn đã quay trở lại kênh mình nhá. Đấy, hôm nay mình ra vườn các bạn. Bạn nhìn chưa? Đấy, rau muống hạt các bạn ạ. Rau muống này xào rất là ngon nhé. Ôi. Không, không quay nội dung đấy. Các bạn, đây là hàng xóm đấy, trồng rau dền này. Đấy. Kinh giới này, các kiểu luôn. Rất là tốt nhé. Tao định làm gì nữa? Xong chưa? Xong được cái nhập bán các vụ hết. Có cái gì mà bán? Bán hết. Mà nhìn xem có cái gì bán đâu. À, nhựa này. Ui, cái này được mấy đồng xu? Đổ ly cho mình xong. À, nhựa anh vẫn chết. Đổ ly còn chả xong nữa. Cắt vụ. Không ta nhận. Nhận. Quanh quanh ở trước. Ta bán được mấy trăm nghìn. Bây giờ bán được mà. Nhiều. Hả? Ngoài cái này. Cái gà, giao rồi, giao rồi. Mà bán. Bán cái gì đắt hơn? À, nó làm thành chuối á, làm cái máy thành chuối á. Mang lên họ, hai chục năm hai nghìn hai mươi 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 hai
nó theo bố nó. Ui, cái bát cây đầy sắt vụn lên. Đấy các bạn, cây cọ. Cây cọ này bác, chắc Tết lại có quả ăn đi nhỉ? À, năm vừa rồi không có à? Năm nay đầy hoa này. Năm Tết năm nay về được ăn cọ rồi. Ôi, nhà gì mình có cái mít sai quả hết nhỉ? Mít với cái khế. Cây cọ. Đây là cây lá xạ đen các bạn nhé. Con gà cây lắm mồm thật đấy. Video mình đây là kết thúc nha. Xin chào các bạn ở video tiếp theo.